Các bạn biết đây là bao nhiêu tiền không? 200.000. Hôm nay mình sẽ có thử thách cho ba mẹ con sushi để xem thử thách này như thế nào. Các bạn hãy đi theo mình. Hello, hello, hello baby, hello cả nhà. Hello. Cái búp bê này giống bơ chưa? Wow. Đây, bây giờ biết cái gì đây không? Tiền, muốn cho bọn em à? Cảm ơn. Không được. Ba sẽ có thử thách cho ba mẹ con. Đấy. Ba mẹ con mình cơ. Đây là 200.000. Chia ra mỗi người 100.000. Vâng, em xin. Không. Nghĩa là hai mẹ con đi hai siêu thị. Người nào mua được nhiều đồ nhất, người đấy thắng cuộc. Nhưng một cái điều kiện. Mua đồ nào như kiểu đó ăn được ngay chứ không phải mua về mua rau cỏ về không chơi. Được. Nghĩa là không quá 20.000 mà không dưới 10.000. Có nghĩa là mua cái đồ trong cái phạm vi từ 10 đến 20.000. Đúng rồi, nhưng mà không được vượt quá 20.000 mà cũng không dưới 10.000. Vui chơi không? Chơi luôn. Chơi dám chơi không? Dạ. Nhưng mà mỗi người mua một siêu thị khác nhau. Được. Và chúng ta phải đầy siêu thị. Đây bây giờ cầm mỗi người 100.000. Đấy. Hai mẹ con mình đi thôi. Bây giờ mơ để Đây. Tài sản đấy nhá, ở nhà bà bé nhá. Mẹ với chị đi hưởng thụ đây. Hai ba con mình ở nhà. Yeah. Và có thang máy rồi chúng ta sẽ đi xuống. Vậy là mỗi người chúng ta sẽ có 100, đúng không? Con một siêu thị, mẹ một siêu thị, mình sẽ cho con chọn siêu thị của con, được không? Đấy, bây giờ là hai mẹ con mình sẽ đi vào để chọn, đấy, xem là để mua đồ. Su lại đây Su. Lên tên. Bây giờ Su chọn siêu thị nào thì mẹ con biết. Con sẽ chọn siêu thị bên kia đúng không? Còn mẹ sẽ bên này. Rồi. Đấy, cái giỏ nhỏ kia thôi kìa Su kìa. Cái giỏ nhỏ phải không? Nước thải, chú lấy cả một món nước thải. Ủa, xem này giá bao nhiêu nào? 15.000. Mình mua được. Bánh cơ xị 17.000. Ăn được. Oreo 14.000. Được đấy. Oreo giá 10.000. Mà 2.000 mua được luôn. Được rồi, mình mua cái này. Ôi, cái này trên tiền mất rồi nhưng mà ngon quá à. Cái này là gì nữa? Nhân hàng. Cái này ngon đấy, mình sẽ mua về. Lại còn vừa đủ số tiền nữa. Su mua hết bao nhiêu tiền? 93.000 đấy sao? Đúng rồi, dư ra 3.000 đúng không? 7.000 đúng không? 7.000 không được món gì, thôi cầm tiền mẹ nhanh. Bây giờ đến lượt mẹ con đi mua. Nên còn bây giờ mình cũng sẽ vào một siêu thị để mua. Su cũng mua là rất là nhiều nên là mình cũng phải cố mua xem là sao được nhiều mới được. Ở đây có rất nhiều món. Cái này bao nhiêu em? Cái này là 10.000 chị ạ.
Em ơi, hóa đơn của chị bao nhiêu? Tôi biết 98 nghìn ạ. He he, vậy là đủ. Đây, 100 nghìn chị gửi. Em gửi chị lại hóa đơn là tiền chùa. Ừ, chị cảm ơn nhé. Em gửi ạ. Ừ, chị cảm ơn. Em cảm ơn ạ. Tan xuôi xuôi. Vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Su biết mẹ mua bao nhiêu không? 98 nghìn còn dư 2 nghìn của con, còn dư 7 nghìn đúng không? Mẹ dư có 2 nghìn thôi đấy. Đi 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 đi. Về xem đứa nào mua được nhiều nha. Í hì. Chích cửa đi vào. Tan tan. Thế nào? Kết quả nào? Kết quả quá mỹ mãn luôn. Anh nhìn xem đây, thành quả của hai mẹ con. Su vào trước đi. Đấy. Đấy. Ừ, quan trọng là em thừa có 2.000, Su thừa 7.000. Bây giờ túi nào của mẹ Su, túi nào của Su? Túi to là của em, túi bé là của Su. Bây giờ phải đếm đúng không? Đúng rồi, bây giờ phải đếm. Bây giờ sẽ kiểm đồ của Su trước. À, bây giờ phải kiểm tra hóa đơn trước. Đúng rồi, xem có cái nào vượt trội không? Ok. Đây, kiểm tra hóa đơn xem bao nhiêu món này. 14.000, 10.000, 15.000, 12.000, 14.000, 17.000, 10.000, xem mấy món nào. Không phạm quy đúng không? Không, không phạm quy. Bây giờ sẽ đếm từng món một. Một món. Món ăn ngon lắm anh. Ừ. Đúng rồi. Hai, bảo ngô à. Ba. Xu tìm kỹ. Bốn. Bánh gì vậy? Bánh nhãn. Năm. Sáu. Ui giời. Bánh cô si à. Bảy. Bảy món. Xem còn thừa tiền. Thừa 7.000 mà mua được 7 món. Đấy, bây giờ đến món của mẹ. Rồi. Nhiều mẹ thừa nhiều tiền, mẹ mua ít mà lại thừa nhiều. Bây giờ vào kiểm tra hóa đơn. Hóa đơn của mẹ thế nào? Đạt chuẩn. Có đạt chuẩn không? Em phải check kỹ ra. 18.000, 18.000, 14.000, 18.000, 10.000, 20.000. Ui chết rồi. Thấy có vẻ ngăn ngắn thôi nha. Đấy, không biết là thua thì phải chịu thôi. Đây, bây giờ kiểm đồ của mẹ nhé. Một món. Cũng cô si. Hai món. Trùng nhau. À, bánh gấu. 3 món. 4 món. 4 món. Anh ơi, cái này có tính được xong rồi có 20 que là được. Không. 5 món đúng không? Đúng rồi. 6 món, xem còn không? Được có 6 món rồi. Đã hết rồi. Còn 2.000. Ôi, mua được ít hơn, mà tốn tiền hơn. Thế là bạn Su mấy món nhỉ? Bạn Su được 7 món. 7 món. Mà bạn mẹ Hải được 6 món. Mà thừa có 2.000. Mà thừa có 2.000. Mà có Su thừa 7 món, thừa 7.000. Thừa 7.000. Đấy. Đây là tiền thừa. Thế là chung cuộc là bạn Su sẽ đã thắng và bạn Hải thua. Đấy. Mình nghĩ là mình thắng rồi, cuối cùng thua mấy trẻ con. Su thừa 7.000 và mẹ Su quên với em với Su và thằng máy thắng lắm. Đi mua thế này xong cuối cùng về nhà phải có phần thưởng chứ. Phần thưởng không? Có phần thưởng chứ quên. Chưa nói. Phần thưởng người thắng cuộc sẽ được 500.000. Đây. Wow. 500.000 mọi người ạ. Đấy. Và người thua cuộc không được gì. Sao lại không được gì? Cái cá đồ ăn này là của em nữa chứ. Của em bao giờ? Đây, người thắng cuộc của Su. Còn người thua cuộc đây còn tiền thừa. Đấy. 2.000. Trời má, mình mua đồ ăn này 2.000. Thu lại 7.000. Thôi dù sao vẫn có đống đồ ăn này là được rồi. Này. Đã thua cuộc không có đồ ăn. Đấy. Đây là của hai con mình đúng không? Đấy. Này là thương tình gì thì bất công đi. Ăn chung đi, chúng mình ăn chung đi. Chung là chung thế nào? Chỉ cho một món đồ ra góc nhà ngồi. Nhanh, đây, xúc xích nó. Còn cái này của hai con mình. Bye bye. Bye. Ô, bye. Em ở đây ăn phần của bơ. Không được, phải đi về đi chỗ khác. Còn hai con mình thôi. Thôi được rồi. Cho mẹ ngồi đấy ăn cùng. Biết thừa rồi, ba chỉ trả vào thế thôi. Làm gì có chuyện ba chúng ta phải ăn. Chúng ta liên hoan đầu năm. Ok.
nước ăn thôi. Chia. Em đang nói con sẽ ăn cái này. Bà sẽ vặn nước chưa? Em mua cả nước dừa nữa luôn, kinh không? Cái nước này bao tiền? Cái nước này hơi nhiều, phải là mười mấy nghìn. Mười mấy nghìn đấy. Ôi, cái bánh này có hai màu luôn này. Để xem bên trong này có hình gì su nữa. Rất là... Con mèo. Cho ba. Ba là con mèo. Mẹ sẽ ăn mèo. Hy vọng đây là con chuột. Con trâu. Thế đây mới là con trâu không? 12 con giáp. Ờ, đúng rồi. Rồi, mẹ ăn mèo. Ngon á. Đúng rồi, Thành. Không phải tiền của mình đi mua ăn đồ ăn ngon hẳn. Nhưng mà su sướng nhất là ai? Nhưng mà sau Tết, có những trò chơi vui này. Đằng nào thì cũng phải đồ về ăn đúng không? Ngon thật, bánh em ngon. Các bạn ạ. Không phải mua được nhiều hết. Su mua được 7 món đấy. Cái này rất to, cực xì. Để bánh nhãn này. Bánh nhãn bà thích đây, bà đi. Ăn là bánh này đã. Ngon. Ôi, sao này Su không lấy nước dừa mà Su lấy nước thạch nhỉ? Mẹ sao đấy, mẹ sao này ở bên này không có nước thạch cả. Ăn nước dừa. Hay là uống nước dừa. Bên kia không có nước dừa. À đây ở kia không có nước dừa. Thế bơ ăn bánh gì, uống nước gì? Đấm mồm, đấm mồm, đấm mồm, đấm mồm, miệng. Ê, cười.